Đây là chiếc điện thoại iPhone vàng khối AU750 đính kim cương da cá sấu trị giá trên 200 triệu đồng. Kỹ năng xin phép được review chiếc điện thoại iPhone này. Thân vỏ này được đúc từ vàng khối bằng y đúc ra AU750 và đính kim cương điểm nhấn trên những chi tiết như là viền mắt camera, nút âm lượng, ổ sim, chung rung và nút nguồn, quả táo bằng vàng nguyên khối. Hơn nữa là cái phần lưng này đã được làm bằng da cá sấu nhập, và cũng có nhiều phiên bản đặc biệt khác nữa, đó là y chang như vậy nhưng phần lưng này Kỳ Lăng sẽ giữ lại nguyên bản. Còn đây là phiên bản đặc biệt hơn, Kỳ Lăng đã thay phần lưng thành phần da